Ok, chào 500.000 anh em đã quay trở lại với channel của Nancy chiều ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay có một bạn gửi cho mình cái video này để thỏa lòng mong ước với 21.000 kim cương. Đây là tài khoản của bạn Mỹ Hoa. Bạn ấy là bạn tên là Du. Thì với 21.000 kim cương mua bể này, bạn ấy quay như thế nào thì Nancy không biết. Cái gì? Đây rồi. Có lẽ là một pha thủ thuật. Đã biết là có được hay không, nhưng mà thôi, chúng ta hãy cùng trón xem bạn ấy quay như thế nào. Còn Nancy sẽ là người bình luận. Bắn tôi đấy. Rồi ra đi, làm gì đấy em? Bắn đéo bắn nắm thế. Ra mà quay luôn đi cho nó nóng. Máy này biết nhìn này biết là chậm rồi, không hiểu đây là máy gì đây. Phải anh nha, 21k kim cương này thì mẹ em quay không cần phải. Ui, lại còn nhấp nháy này thì kiểu gì bây giờ? À gì đây, lại còn viết à? Vãi cả VTC thì lần này nó lại là CTV, lại còn cho xin khẩu AK cũng mời đấy. Bạn làm gì đây? Mua hết ba quỹ rồi, anh biết rồi. Được rồi, quay đi, anh em đang ngóng chờ từng ngày lắm. Quay đi. Đi mẹ mãi vẫn chưa quay ạ. Ông này à, quay rồi. Phát đầu tiên. À được, một khẩu Dragon M4A1. Lại có phải chụp ảnh cơ à? Kinh đấy. Ô vãi lìn luôn. Lại thêm một khẩu của 4 mảnh của AWP và 4 mảnh của Dragon. Thế là cũng ấm rồi. Đấy, nó phải thế quay luôn vào ngay. Chúc mừng em đã có cho mình khẩu Titan M4A1 Intel. Tuyệt vời hơn lại là khẩu Vision M4A1. Quá đẹp cho em ngày hôm nay. Lại phải vào thủ thuật là 19.000. Phải thủ thuật nhiều thế. Dù sao thì nó nói thật là nó cũng đỏ hơn mình rồi. Trước mình quay cũng 15.000 kim cương cho cái lịch mua full bể. Mà đéo ra cái lìn gì thế, nó mới khắm. Rồi bắn được rồi. Cứ bắn đi. Thôi hết rồi em ơi. Ra đi. Lô này còn chờ để bắn tiếp nữa. Quỷ thánh. Rồi ôi. Ông ơi, ông ra đi. Lại chuẩn bị ra xong nhấp nháy với cái xong rồi lại chat CTV cho em xin không AK. Rồi vào chờ một lúc. Mẹ tôi, để tôi xem tôi đoán đúng cái chương trình của bạn ấy không. Đấy, lại nhấp nháy. Đấy, vào chuẩn bị vào chat này. Đấy. Lại CTV cho em xin không AK. À lần này là viết đúng vài lần. Bãi luôn lại viết hẳn AK Dragon cơ. Rồi lại nhấp nháy tiếp phát nữa. Vào xem mua quý. Thôi tôi mệt với ông quá ông ạ. Ông có tí. Ông bị mẹ còn tặng 19.000 kim cương. Ông quay mới được có 2 phát mà ông vào ông nhấp nháy. Quỷ về thánh này quá. Con vào làm đéo gì đây? À đây anh quay tay. Rồi ông ơi, ông quay đi. Ông ơi, ông chờ lâu thật. Ông chờ khẩu ơi kinh. Mẹ em thủ thuật vãi đái con gà mái luôn. Hai khẩu 7 luôn kìa. Rồi. Thôi ông ơi, ông quay tiếp đi. Đừng lòi với tôi, ông thủ thuật là tôi cắt luôn video đấy. Vãi đái. Ông này mẹ mày lại thủ thuật à? Trời ơi, mẹ mày tay bao giờ nó mới xong video. Thề luôn. Xem này mệt vãi. Mình bình luận thôi mình cũng cảm thấy mệt, chứ đừng nói là những người ta đang xem. Mẹ còn một đống kim cương, ông quay luôn đi cho nó xong.
lúc nào đen quá thì người ta mới làm thủ thuật, đang đỏ vẫn làm thủ thuật, quỷ thật. Rồi để em cắt đi, em cắt mấy cái đoạn này đi cho đỡ đỡ chán đời. Còn nó phần này nhé, nó còn thủ thuật, em cắt những cái đoạn mà thủ thuật. Không phải lâu nãy là thủ thuật lâu thế. Thánh. Ôi địt mẹ, kiểu lầy lại ra nhấp nháy rồi. Nó lại chat VTC cho em cầu AK. Địt. Thôi thế. Đến tôi bình luận cái video này tôi cảm thấy ghét vãi đái. À chắc là ông này kiểu xin AK thì ra M4, thấy ra M4 nhiều quá lại xin AK, à xin M4 này. Để cho nó ra cầu AK đây. Rồi. Để xem ông này ông thủ thuật kiểu đéo gì. Thủ thuật với cả chủ thuật. Mẹ còn 18.000 kim cương. Đấy, chúc mừng ông luôn, ông thủ thuật thịt mẹ mày ra luôn khẩu 6 lọc đen xì. Cũng ra gì đấy. Để xem ông còn làm thủ thuật được không. Thủ với cái đéo gì. Mẹ quan trọng là may mắn anh, ông hiểu không? Nhấp nha, nhấp nháy lại chat tiếp chắc. Lại chat thật luôn. Lần này không xin nữa. Không biết hẳn cho thế giới biết. Bố mày cần AK rồi gần. Đấy, AK của tao đâu. Đấy. Rồi quay đi. Lại chat tiếp. Mãi cả lộn ạ. Thánh rồi. Tôi thề câu của tôi mệt với cái cảnh cứ nhấp nha nhấp nháy. Xuất hết cả ruột. Quay thì quay luôn đi. Mày. Để lần sau thằng này mà gửi video nữa không bao giờ tôi cho lên luôn. Lỡ rồi. Đấy, ông cứ thủ thuật làm cái gì. Khổ. Thủ mới chặt thuật. Rồi, nếu mà nó còn thủ thuật nữa tôi sẽ cắt những cái đoạn đấy đi. Ok. Ok. Giờ thì lại thủ thuật chỉ xin khẩu AK, tôi đã quát cắt đi một đoạn rồi. Lúc ý bạn ấy vào trong map thí nghiệm giống của tôi cũng xin anh còi luôn. Đấy, thủ thuật như thế nó nhanh hơn đúng không anh em? Rồi quay đi. Còn chần chờ gì nữa. Rồi, à được. Đấy, nó phải nhanh và gọn. Không mất nhiều thời gian. Thời gian giờ nó là vàng là bạc rồi. Không cần phải thủ thuật gì nhiều cả. Ông 17.000 kim cương mà ông quay lâu vãi cả đái ra. Tuần sau đấy rồi. Hôm nay chủ nhật tuần gì? À, mai chủ nhật tuần gì á? Vãi đái, vẫn tiếp tục thủ thuật đến từ thanh niên Mỹ Hoa này. Rồi, em vừa cắt đi một đoạn rồi, đến luôn cái đoạn này. Đấy, quay đi, Evin 39M249, thủ thuật làm cái gì nhiều. Ông cứ thủ thuật từ lấy đến giờ, đã được ngay cái mặt lạ đẹp rồi, quay tiếp đi. Sao phải xoắn, như tôi không bao giờ tôi xoắn. Mẹ cái tầm đen quá, tôi quay cho địt mẹ mày đen hơn nữa thì thôi. Tiếp tục là khẩu gan tinh gamma. Rồi, chiến tiếp đi ông ơi. Nhập nhà, nhập nháy cái thiếu gì. Vào cùng lắm chát câu rồi. Còn 16.000 kim cương. Lại chát thật luôn. Thôi xong rồi, thằng này nó kiểu chửi luôn rồi, quá nguy hiểm luôn. Mẹ mày, để xem nó chửi xem nó có được cái gì không. Để lần sau mình biết bây giờ đường mình còn chửi như nó.
Rồi tiếp tục. Ôi phải lên. Được 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 được. Luôn một khẩu. Ui mẹo này tốt đấy. Nhưng sau em xả đúng kiểu như này luôn. Vãi cả chụp ảnh luôn. Bãi lòn được khẩu ngắm sướng thế gì nữa, còn mò đòi gì. Ơi, quên đi anh cho xin. Không ra AK thì ra cái khác. Không sao hết, 16.000 cơ mà. Quay lại. Ông này lì thật lâu vãi. Rồi M4A1 Vision. Rồi có lẽ là mình xin được phép dừng video tại đây thôi. Ngày nó cắt video rồi. Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi nha.